Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật nhập Niết Bàn 500 năm, chánh pháp sắp muốn diệt, ở phương Đông Bắc sẽ có bao nhiêu thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, thâm tâm tin ưa, lại có thể viết chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, tuyên thuyết cho người khác. Phật dạy: Xá Lợi Tử, sau khi ta nhập Niết Bàn 500 năm về sau, lúc chánh pháp sắp diệt, ở phương Đông Bắc tuy có vô lượng các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, nhưng ít được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thập thâm thâm tâm ưa thích, lại có thể viết chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, tuyên thuyết cho người khác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam tử vân vân kia an trụ đại thừa, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, tâm họ không khiếp sợ, không khủng hoảng, không kinh hãi, thâm tâm tin ưa, hoặc viết chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy giảng nói thật hy hữu. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì những thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa đã từng gần gũi cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi vô lượng Như Lai và các Bồ Tát, thưa hỏi nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa không bao lâu nhất định sẽ viên mãn bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến không bao lâu nhất định sẽ viên mãn trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa kia được tất cả Như Lai hộ niệm, được vô số bạn lành giúp đỡ, được các thiện căn thủ thắng gìn giữ, vì muốn làm lợi ích cho các chúng sanh nên cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao, Xá Lợi Tử, ta thường vì những thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa thuyết pháp tương ưng với trí nhất thiết, trong quá khứ Như Lai cũng thường vì họ thuyết pháp tương ưng với trí nhất thiết. Do nhân duyên này, đời sau các thiện nam thiện nữ vân vân ấy mới có thể cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì người khác thuyết pháp như vậy giúp cho họ đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, Xá Lợi Tử, những thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa kia thân tâm an định, các ma vương và bè đảng xấu ác còn không thể phá hoại tâm mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, huống gì những kẻ ưa làm ác muốn hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa, sao có thể trở ngại tâm kia, khiến cho họ không tinh tấn cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, nghe ta thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, tâm họ vui mừng vì được diệu pháp rộng lớn, có khả năng an lập vô lượng hữu tình vào pháp thắng thiện, đạt tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, Xá Lợi Tử, hôm nay các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa ở trước ta phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, còn sẽ an lập vô số trăm ngàn các loài hữu tình, khiến họ phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh của Đại Bồ Tát, thị hiện hướng dẫn, khuyến khích, khen ngợi, khiến họ hoan hỉ đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến khi được thọ ký bất thối chuyển. Ta rất tùy hỉ đối với thệ nguyện đó. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì ta xét thấy các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa này đã phát thệ nguyện rộng lớn, giữa tâm và lời nói tương ương nhau. Ở đời chắc chắn họ có thể an lập được vô số trăm ngàn loài hữu tình, khiến loài hữu tình phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh của Đại Bồ Tát, thị hiện hướng dẫn, khuyến khích, khen ngợi, vui mừng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến khi được thọ ký bất thối chuyển. Trong quá khứ, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này cũng ở trước vô lượng Đức Phật phát thệ nguyện rộng lớn, còn phải an lập vô lượng trăm ngàn loài hữu tình, khiến họ phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh của Đại Bồ Tát, thị hiện khuyên bảo, hướng dẫn, khen ngợi, vui mừng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến khi được thọ ký bất thối chuyển. Trong quá khứ, Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng rất tùy hỷ đối với thệ nguyện ấy. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì chư Phật quá khứ cũng quán thấy các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa này đã phát nguyện rộng lớn, giữa tâm và lời nói của họ tương ưng với nhau,
Trong tương lai, nhất định họ có thể an lập được vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, khiến loài hữu tình phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tu các hạnh của Đại Bồ Tát, thị hiện hướng dẫn khuyến khích khen ngợi khiến họ vui mừng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cho đến khi được thọ ký bất thối chuyển. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam tử trụ đại thừa này, tin hiểu rộng lớn có thể nương sắc thanh hương vị xúc vi diệu để tu bố thí rộng lớn, tu hạnh bố thí rồi, có thể vun trồng thiện căn rộng lớn, nhờ thiện căn này nên có thể lãnh thọ quả báo rộng lớn, lãnh thọ được quả báo rộng lớn như vậy chỉ vì lợi ích tất cả hữu tình. Đối với tất cả hữu tình có thể xả bỏ được tất cả sở hữu trong và ngoài. Hồi hướng những thiện căn đã gieo trồng như vậy, nguyện sanh về cõi nước chư Phật ở phương khác, hiện có Như Lai ứng chánh đẳng giác tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm và vô thượng pháp này. Những người nghe vô thượng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm rồi, có thể an lập vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình ở trong cõi Phật ấy, khiến họ phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tu các hạnh của Đại Bồ Tát, thị hiện hướng dẫn khuyến khích khen ngợi vui mừng khiến họ được bất thối chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật hy hữu, bạch thiện thệ, thật kỳ lạ. Đối với các pháp trong quá khứ, vị lai hiện tại, Đức Phật hoàn toàn chứng chi. Ngài hoàn toàn chứng chi tất cả pháp chân như pháp giới, rộng nói cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoàn toàn chứng chi giáo nghĩa sai khác của các pháp, hoàn toàn chứng chi tâm hành sai khác của các hữu tình, hoàn toàn chứng chi chư Phật, Bồ Tát Thanh Văn và cõi Phật vân vân trong quá khứ. Ngài hoàn toàn chứng chi chư Phật, Bồ Tát Thanh Văn và cõi Phật trong đời vị lai. Hoàn toàn chứng tri chư Phật Bồ Tát Thanh Văn và cõi Phật trong hiện tại, đối với tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương cõi, việc thuyết pháp về Bồ Tát Thanh Văn, cõi Phật vân vân, ngài đều chứng tri hoàn toàn. Bạch Thế Tôn, đối với sáu pháp Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát nào tinh tấn dõng mãnh, thường cầu chẳng dừng nghỉ, có khi không chứng được sáu pháp Ba La Mật Đa chăng? Phật dạy: Xá Lợi Tử, đối với sáu pháp Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát ấy thường tinh tấn dõng mãnh, vui cầu chẳng dừng nghỉ, nên tất cả thời đều chứng được, không có thời nào chẳng chứng cả. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì đối với sáu pháp Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát ấy thường tinh tấn dõng mãnh, vui cầu chẳng dừng nghỉ, nên chư Phật Bồ Tát thường hộ niệm. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát kia có lúc không chứng được kinh tương ưng với sáu pháp Ba La Mật Đa, làm sao có thể nói vị ấy chứng được sáu pháp Ba La Mật Đa này? Phật dạy: Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát thường dõng mãnh tín cầu sáu pháp Ba La Mật Đa chẳng kể thân mạng, mà có lúc không chứng được kinh tương ưng với pháp đó, điều này không thể có. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thị hiện hướng dẫn khuyến khích khen ngợi vui vẻ với các loài hữu tình, khiến họ thọ trì đọc tụng tư duy tu học kinh điển tương ưng sáu pháp Ba La Mật Đa này. Do thiện căn này nên dù sanh chỗ nào cũng thường được tương ưng khế kinh với sáu pháp Ba La Mật Đa này, để thọ trì đọc tụng rõng mãnh tinh tấn như pháp tu hành, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Nếu chưa chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì trong khoảng thời gian đó thường không tạm bỏ,